Trước tình hình mưa lớn và các hồ chứa trên địa bàn xả lũ, Hà Tĩnh đã ngập sâu trong nước. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ, 7 cano để ứng cứu tại các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà và Hương Khê. Hiện việc tiếp cận tổ chức ứng cứu người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, riêng trong ngày 19 tháng 10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cứu và đưa trên gần 500 người dân, trong đó chủ yếu là trẻ em và người già, đến vị trí an toàn. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng đã trao 125 thùng mì tôm, 120 áo phao, 50 két lương khô để ứng cứu cho người dân tại các địa bàn vùng lũ. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục ứng cứu người dân.